Tại Hà Nội, Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí trong ban Bí thư Trung ương đoàn. Theo báo cáo, sau 5 năm thực hiện đề án đã hình thành hệ thống nề nếp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, hình thức bồi dưỡng, tập huấn liên tục đổi mới, đa dạng, các hoạt động thực tế phong phú, ý nghĩa, cụ thể như báo cáo viên là những chuyên gia, nhân vật có ảnh hưởng trong giới trẻ và các lĩnh vực quản lý kinh tế, xã hội, doanh nhân thành đạt có phương pháp sư phạm, khả năng thuyết phục, truyền lửa, giảm phần lý thuyết, tăng thời gian thực hành, gắn với việc tiếp cận các mô hình thực tế, sát với yêu cầu của học viên. Ban Bí thư Trung ương đoàn cũng kiến nghị Ban Bí thư Trung ương đảng và Ban Tổ chức Trung ương xem xét và ban hành quy định về điều kiện tuyển dụng cán bộ đoàn, hội đội chuyên trách các cấp, cần phải có chứng chỉ, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn hội đội, điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của đoàn, cần phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, điều kiện chuyển đi các chức danh của đoàn, cần phải có những chứng nhận bồi dưỡng chức danh tương đương tỉnh, huyện, xã.